Mùa này là hoa nó nở nhiều lắm. Mà mình đi làm hoài mình đâu có thời gian đâu. Bữa nay có thời gian á, một chút xíu á, mình nói nhất định là mình sẽ đi. Đi băng qua đây. Chào cả nhà. Xin chào quý vị. Hôm nay trời đẹp rồi. Mình trở lại cái công viên này. Bữa trước mình có quay cho các bạn xem cái công viên này lúc mà nó mùa đông đó, trời lạnh thì hả mọi thứ khô héo hết. Bây giờ mùa xuân rồi, bắt đầu xanh tươi rồi. Nhà mình thì ở bên kia đường, mình chỉ cần đi bộ qua bên này thôi. Bữa nay cây cối nở rất là xanh tươi, các bạn nhìn nè, cái cây này hôm bữa nó không có một cái hoa nào hết, bữa nay nó không có cái lá nào hết, bữa nay thì nó xanh như vậy luôn nè, đẹp chưa? Đó, cái đường đi vô cũng vậy, hôm bữa trước thì hả khô héo, bữa nay thì rất là đẹp luôn á, tại vì cây cỏ nó nở ra hết rồi. Mình ở bên kia đường đó, mình chỉ bước đi bộ qua bên đây đường thôi là nó tới rồi. Này nó rất là lớn nha các bạn, đi hết một ngày cũng không có hết nữa. Hôm nay mình bắt đầu sẽ đi để quay cái cảnh xanh tươi của nó. Giờ mình bắt đầu đi tham quan ha các bạn. Bạn xem cái hàng rào nha, hoa nó nở tới nỗi mà cái hàng rào bình thường chỉ là cây thôi à, mà hả nó cũng nở hoa được, coi như là đầy nghẹt luôn á các bạn nè. Cái hàng rào như vậy là nó trắng xóa hết luôn đó. Người ta nói cỏ cây chen hoa, lá lá chen hoa là đây nè các bạn. Dễ thương không? Bé xíu 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 à.
này đẹp quá các bạn. Nó rất là to luôn á. Cái tàn lá rất là to, rất là đẹp. Đây, mình đứng dưới cái cây to, thiệt là to. Đẹp không các bạn? Rồi đây. Hoa của nó nè. Đẹp không các bạn? Để mình làm sao mình chụp tấm hình nha. Ai thấy hoa cũng ham hết. Mình xấu rồi, đứng gần hoa nhìn cho nó đẹp chút xíu. Hoa đẹp quá các bạn. Thấy ham quá. Cái ngày nghỉ của mình á, mình đâu có chơi bạn bè gì đâu. Mình có người bạn thôi. Mà khi mà mình tới cũng phải có thời gian lắm. Phải ở chơi một chút xíu, cũng lâu lâu chút xíu. Chứ tới rồi có chút xíu về cũng chán lắm. Nó cái thời gian nó nhanh lắm. Mà tới thời gian nấu ăn, nấu uống này kia nọ đồ nữa. Thành ra nó không có như Việt Nam mình thích cái sạc sạc đi đây, sạc sạc đi đó đó các bạn ha. Chiều chồng. Hello. That's my way. Yeah. Hello. Walking in the park. Hello, that man beer. Hello. Vàng rực hết luôn nè. Trời nắng đẹp á, cái người ta cũng thấy vui vẻ. Mà cái văn hóa ở bên này á, gặp nhau mình đâu có quen biết gì đâu. Sáng trưa chiều tối gì á, đi ngoài đường mình gặp người ta thì mình phải chào. Vì người ta gặp mình người ta cũng chào. Nhưng mùa đông lạnh lẽo thì
À, gương mặt mọi người nhìn hơi hơi buồn, hơi khó chịu một chút. À, mùa xuân tươi mát thì nhìn mọi người có vẻ vui vẻ hơn. Ở đây cái cổng vào nó có cái khúc này, ở trong khe ở dưới có cá các bạn, mình thấy đẹp quá. Mình đi mình vòng vòng mình thấy cái gì cũng đẹp. Này ngộ quá, cái thân của nó, một chùm của nó có bốn cái rồi các bạn, ngộ có năm cái nữa. Cây này nó đẹp quá, một có một mình nó tẻ ra làm năm cái gốc luôn á. Cái cây gì mà hoa đặc trắng hết trơn à, hoa trắng xóa luôn các bạn. Mình nói cái mùa xuân này thì chỗ nào cũng nở hoa như vậy. Giờ mình sẽ bắt đầu đi vào cổng. Nãy giờ mình hả, gió mát mà hoa đẹp mình cà túc cà tang. Nãy giờ mình mới có đi tới cái cổng thôi à, chưa có chịu đi vô trong nữa. Mấy bữa trước mình đi tới đây mình thấy mấy cái con vịt đủ màu dễ thương lắm, ở đây nó đi đâu mất hết rồi, đây không thấy con nào hết trơn. Bắt đầu giờ mình đi vô trong. Cái mùa này là cái mùa, các bạn có nhớ hôm trước mình, cái video trước mình quay phía trong này, cái cây đó là không có một cái lá luôn các bạn. Bên này á, cây á, nó bắt đầu khi mùa đông nó trụ lũi xong rồi nó bắt đầu ra hoa là nó không có một cái lá nào hết nha các bạn, nó toàn là hoa không thôi. Rồi khi mà hoa nó rơi hết luôn thì nó sẽ bắt đầu lá mà màu đỏ như cái cây đó, rồi nó mới bắt đầu màu vàng màu xanh. Nó ngược với lại Việt Nam mình nó như vậy á. Là đây là bây giờ là cái mùa của cái hoa này nha các bạn, đủ màu hết luôn, trắng cam hồng đỏ tím là cái mùa của nó bắt đầu rồi. Là bạn đi nơi nào nó cũng nở rực hai bên đường, người ta trồng làm hàng rào rồi nó mọc tự nhiên, nhưng mà nó bắt đầu là mùa của nó rồi đó. Cây này hôm trước đây có cái ghế, mình bị Covid xong bây giờ hả, mình nhanh bị mệt lắm, mới có từ nhà bước qua cổng khi mới có tới đây chưa đi tới đâu nó thấy mệt lắm. All I do is fall.